xe đạp thể thao vich.com xin chào các anh chị. Shop giới thiệu và bán tên chị xe đạp thể thao, xe đạp đua Twitter R5 4007. Đây là sản phẩm mới nhất từ hãng xe đạp thể thao Twitter. Shop đã về đủ màu. Twitter R5 4007 có cấu hình khung càng cọc in vành bằng carbon và sử dụng bộ di động Shimano Tira 4007 20 tốc độ. Tuyệt vip, hàng quá hot và giá tuyệt yêu, giá quá hời. Đối với Twitter R5 4007 đây, xe đạp đua Twitter R5 4007 hiện đang có màu đen đỏ, màu ghi đen, màu đỏ đen, màu đất sét và màu trắng đỏ. Và từng màu sắc Show sẽ làm review giới thiệu chi tiết để anh chị thích màu nào, anh chị xem màu đó, anh chị thích xe nào, anh chị mua xe đó từ Show xe đạp thể thao vich.com rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Và toàn bộ thông tin chi tiết của Twitter R5 4007 này Show đã đăng tải rất chi tiết trên web xe đạp thể thao vich.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline đang hiện trên màn hình. Dù anh chị ở bất cứ nơi đâu, Show vẫn có người mang xe đến tận nhà cho anh chị, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, Show giới thiệu chi tiết và bán tới anh chị Twitter R5 4007. Đây là màu đen đỏ. Xe có cấu hình là khung càng cọc in vành bằng carbon. Sử dụng carbon fiber cho chiếc khung này. Twitter R5 màu đen đỏ. Đây là thiết kế khung mới nhất từ hãng xe đạp thể thao Twitter đang sử dụng cho Twitter R5. Các đường nét rất khỏe khoắn và mạnh mẽ. Và đặc biệt chất sơn của Twitter R5 thì rất là đẹp. Vâng, sơn công nghệ ô tô bóng đẹp nhiều lớp. Đây là màu đen đỏ rất nổi bật. Và tem Twitter, đây là tem phản quang anh chị nhé, tem phản quang. Khung càng cọc in bằng carbon, sử dụng yên mút bọc da mềm của hãng Retropic có khe thoáng ở đây. Phô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm của hãng Twitter. Cáp âm tay lái và âm trong khung. Vâng, cáp được chạy vào khung rất tinh tế, rất đẹp luôn ạ. Twitter R5 47 này đang sử dụng cặp bánh với vành bằng carbon. Vâng, cặp vành bằng carbon cao 3cm, lan hoa bằng thép, lan hoa hơi dẹp một chút. Sử dụng cặp đùm bằng hợp kim nhôm bị bực đạn. Và phần trong này là được phủ bằng carbon của hãng Retropic, rất đẳng cấp và đẹp anh chị nhé. Lốp Innova Pro 700x25cm. Twitter R5 đang được trang bị bộ chuyển động Shimano Tira 4007 gồm tay đề số, tay đề nắp Shimano Tira 4007 2x10 tốc độ của Nhật Bản. Gạt đĩa Shimano Tira 4007 ra bàn viên. Gạt lip Shimano Tira 4007 lít thả 10 tầng của hãng Shimano. Sử dụng xích của hãng KMC. Sử dụng xích của hãng KMC X10 cùng bộ đùi đĩa Shimano Tira 4007 sản xuất tại Malaysia. Vâng, bộ chuyển động Shimano Tira 4007 này thì chạy rất là mượt và êm luôn anh chị này. Rất là mượt và êm luôn. Và tiếng cố nổ của nó thì cực to. Sử dụng phanh Tiptro, phanh nhôm bó phanh rất an. Vâng, Show vừa giới thiệu và bán tới anh chị Twitter R5 4007. Và anh chị còn câu hỏi nào cần tư vấn thêm, hãy liên hệ trực tiếp với Show của số điện thoại hotline đang hiện trên màn hình 0983315936. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Anh chị nhớ đăng ký kênh, Show sẽ tiếp tục giới thiệu, cập nhật và bán tới chị nhiều sản phẩm mới. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.